Mến chào cả nhà, rất vui khi được gặp lại cả nhà ngày hôm nay. Hôm nay Phi gửi đến cả nhà về những hình ảnh mới nhất về tiến độ cầu vượt Nam Lý được Phi quay vào ngày 5 tháng 9, 2024. Như vậy, sau ngày 25 tháng 3 năm 2023, dự án cầu vượt Nam Lý thay thế cho đập rạch Chiếc chính thức tái khởi động sau hơn 4 năm ngừng thi công vì vướng phải mặt bằng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 9 năm 2024. Hãy cùng Phi theo dõi về hành trình thực tế xem liệu cầu vượt Nam Lý có kịp tiến độ vào cuối tháng 9 năm 2024 sẽ được chính thức thông xe hay không. Dự án cầu vượt Nam Lý thay thế cho đập rạch Chiếc với tổng vốn đầu tư là 919 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 423 tỷ. Thôi, mời cả nhà cùng theo dõi video. Cả nhà yêu mến, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để đến với tất cả nhiều người biết hơn về tiến độ cầu vượt Nam Lý. Năm 2024 là một trong những công trình trọng điểm, những dự án ở tại khu đông thành phố. Những cây cầu AME cũng đã được tái khởi động. Đây cũng là một tín hiệu vui về hạ tầng ở tại miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi cùng kênh.